Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tính đến ngày 19 tháng 2, tức mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, gần 100% doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Theo số liệu, hơn 97% công nhân đã trở lại nhà máy, bắt đầu một năm làm việc với hy vọng nhiều thuận lợi, đơn hàng dồi dào và thu nhập được tốt hơn. Số công nhân lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp này là 96%, số còn lại đang nghỉ phép năm. Các doanh nghiệp khác sẽ tiếp tục trở lại làm việc từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, trong đó có 4 doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên. Đối với các công ty trong khuôn viên, PUJN Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn PUJN Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn KUN và công ty trách nhiệm hữu hạn Proking Tex, số công nhân trở lại làm việc trong ngày 19 tháng 2 là 38.791 trên 41.711 người, đạt 93%. Số công nhân chưa đến nhà máy là do đang nghỉ ốm, nghỉ thai sản. Từ các thông tin doanh nghiệp cung cấp, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đánh giá năm nay tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có phần khởi sắc hơn so với năm trước. Tỷ lệ doanh nghiệp trở lại hoạt động cao, số công nhân trở lại làm việc cũng đông hơn cùng kỳ. Bà Kiều Ngọc Hoa, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung HCMC CE Complex, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 19 tháng 2, 98% công nhân của các công ty đã có mặt tại nhà máy để làm việc sau kỳ nghỉ Tết an vui bên gia đình. Vào những ngày làm việc đầu năm, ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn công ty đã đến từng phòng ban bộ phận để lì xì, chúc một năm làm việc nhiều thành công đến công nhân. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, bên cạnh thưởng Tết, công ty còn tổ chức 32 chuyến xe không đồng, đưa hơn 900 công nhân về quê và đón vào thành phố Hồ Chí Minh sau Tết miễn phí. Điều đó đã giúp người lao động an tâm về quê và hào hứng trở lại làm việc đúng hạn mà không phải lo lắng về việc mua vé xe. Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi, chia sẻ công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết với tâm lý thoải mái, vui vẻ. Ngày làm việc đầu năm, công ty tổ chức lì xì cho công nhân để tạo không khí vui tươi, mong ước năm mới sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan hơn. Theo ông Lâm, năm 2023, công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, công ty đảm bảo các khoản lương, thưởng Tết nên sau kỳ nghỉ, công nhân trở lại làm việc ổn định. Dự báo năm 2024 còn nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến đơn hàng mới, nên công ty tập trung thực hiện các dự án công, mở rộng thị trường các nước truyền thống như Campuchia, Nhật Bản, đồng thời khai thác thêm thị trường Philippines và một số quốc gia khác để đảm bảo công việc cho công nhân. Dù đang đi công tác ở Bangladesh, ông Phạm Quang Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Doni, huyện Bình Chánh vẫn tổ chức lì xì online trong ngày đầu trở lại làm việc với những lá thăm may mắn để đem lại không khí vui tươi cho công nhân. Công ty cũng chỉ hoạt động buổi sáng, công nhân được nghỉ buổi chiều để chuẩn bị tinh thần cho một năm làm việc. Năm 2023, công ty Doni đã vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường trong nước và một số thị trường xuất khẩu. Hiện công ty đã có đơn hàng đến hết quý 2 năm 2024 và đang chuẩn bị đơn hàng cho nửa năm sau. Mục tiêu chiến lược của công ty năm nay là tăng trưởng 15%. Còn tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Long Biên, quận Gò Vấp, do hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên đơn vị đã khai trương làm việc từ ngày 11 tháng 2 tức mùng 2 Tết. Đến ngày 19 tháng 2, gần 100% công nhân đã đến công ty làm việc với tâm thế phấn khởi, bởi trong dịp Tết vừa qua, công ty đã chi khoảng 7,6 tỷ đồng thưởng và chăm lo quà đến toàn thể công nhân lao động công ty. Là đơn vị làm việc xuyên Tết, tuy nhiên đến ngày 18 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Nidec Việt Nam, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Nidec Việt Nam, Lưu Kim Hồng, đến ngày 19 tháng 2, hơn 93% công nhân đã đến nhà máy làm việc. Từ nhiều năm nay, công ty tổ chức các chuyến xe đưa đón công nhân trở lại làm việc trước và sau Tết, giúp công ty ổn định được nhân lực và người lao động an tâm được đi lại trên chuyến xe an toàn. Không khí lao động sau dịp Tết cũng ngập tràn tại các doanh nghiệp ở Hà Nội. Tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, có 133 công nhân đều đi làm đầy đủ. Chị Nguyễn Thị Tỉnh, công nhân ở tổ 8 cho biết, dù kỳ nghỉ Tết không dài như mong muốn, nhưng khi công ty đến ngày sản xuất trở lại, chị vẫn hào hứng đi làm. Lý do bởi chị đã gắn bó với công ty được 11 năm, công việc hiện tại có mức thu nhập 8 đến 10 triệu đồng một tháng, giúp chị ổn định cuộc sống. Chị Tỉnh là một trong số hàng nghìn công nhân thủ đô trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết.
Theo báo cáo nhanh của các cấp công đoàn thủ đô, tính đến 9 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 6 Tết, có 80,78% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 88,67% số công nhân lao động trở lại làm việc. Số công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meiko Việt Nam, khu công nghiệp Thạch Thất, huyện Quốc Oai, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meiko Việt Nam, Ida Suzy cho biết, trong ngày làm việc đầu năm đã có khoảng 3.360 người lao động quay trở lại làm việc, khoảng gần 70% lực lượng lao động. Do tình hình thiếu đơn hàng và nhiều người lao động xin nghỉ thêm nên chưa đủ 100% lực lượng lao động có mặt tại công ty. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội, theo giám đốc nhà máy Phạm Quốc Lộc, trong ngày 15 tháng 2, tất cả 100% cán bộ người lao động, 157 người đã quay trở lại làm việc đúng quy định của nhà máy. Cán bộ công nhân nhà máy đều hăng hái thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong năm 2024. Nền kinh tế đã trải qua một năm 2023 cực kỳ khó khăn, đơn hàng sụt giảm, lần đầu tiên xảy ra tình cảnh số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp mới tham gia và quay trở lại thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp cũng theo đó tăng cao, nhiều công nhân phải ngậm ngùi rời bỏ thành phố về quê sinh sống. Theo Tổng cục Thống kê, dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của kinh tế toàn cầu, nhưng thị trường lao động Việt Nam có sự tiến triển nhất định khi nhiều doanh nghiệp có đơn hàng mới, mở rộng kinh doanh và các dự án trọng điểm bắt đầu đi vào hoạt động, từ đó nhu cầu tuyển dụng dần khởi sắc trở lại. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo trong năm 2024, thị trường lao động sẽ phục hồi trở lại sau khi đầu tư công và đầu tư tư nhân dự kiến sẽ khởi sắc. Tuy khẳng định những thách thức trong năm 2024 là không nhỏ, nhưng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, thực hiện các giải pháp nhằm thu hút người lao động quay trở lại làm việc, duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực sau Tết, hạn chế xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ là những giải pháp để thị trường lao động năm nay bình ổn và phát triển. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhu cầu nhân lực của thành phố trong quý 1 năm 2024 là khoảng 77.500 đến 86.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng lao động của thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều nhất ở khu vực thương mại, dịch vụ, tiếp đến là khu vực công nghiệp, xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản. Tại thủ phủ công nghiệp phía Nam, tỉnh Bình Dương đang cần khoảng 60.000 lao động cho năm 2024. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, năm 2024, toàn tỉnh có 8.000 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 60.000 lao động để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một số ngành nghề mà Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng tương đối lớn như công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may, da giày, sản xuất, sửa chữa lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp điện tử, sản xuất sản phẩm từ gỗ, nhựa cần khoảng 48.500 lao động. Trong khi đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa cho biết năm 2024, các doanh nghiệp của tỉnh này dự kiến cần tuyển gần 54.000 lao động, tăng 9.000 lao động so với năm 2023, chủ yếu là lao động phổ thông. Nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2024 của các doanh nghiệp tại Hải Dương tăng từ những ngày đầu năm mới và tăng hơn so với năm 2023, do đơn hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm được cải thiện, mở rộng. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, cơ khí. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!